Bạn thân mến, nếu bạn đã từng nghĩ đến việc bỏ thuốc lá nhưng vẫn chưa ra được quyết định, hoặc chính bạn cũng đã từng từ bỏ thuốc lá nhưng chưa thành công, hay bạn đang có những nỗi khổ tâm, những băn khoăn khi bản thân mình hút thuốc nhưng vì một vài lý do nên vẫn chưa bỏ được, vậy hãy dừng lại một chút để lắng nghe hết video này. Có thể theo cảm nhận của bạn, thuốc lá đang giúp bạn giảm bớt căng thẳng, có sự tỉnh táo và thoải mái, là thói quen và là thú vui của bạn, đúng không nào? Nhưng ngay lúc này đây, hãy dừng lại một chút và hỏi mình, những bất tiện nào mà thuốc lá đang mang lại cho tôi? Có phải bạn đang cảm nhận được những bất ổn ở sức khỏe, những cơn ho, sự tức ngực, những sự khó chịu ở cổ họng, những cơn đau vai gáy ngày một nặng hơn, những sự uể oải, lừ đừ mỗi sáng thức dậy? Có phải bạn đang cảm nhận được những bất tiện về giao tiếp? Có những cuộc nói chuyện quan trọng nhưng bạn không thể nào tập trung nổi nếu đang thèm thuốc lá, hay đến những nơi cấm thuốc lá và bạn rất vất vả để tìm được khu vực dành cho người hút thuốc. Và mùi hơi thở rất khó chịu khi hút thuốc đang ảnh hưởng tới giao tiếp của bạn, đúng không nào? Có phải bạn đang thấy rõ sự tốn kém về tài chính? Nào, mỗi gói thuốc lá bạn đang sử dụng có giá bao nhiêu? Hãy nhân với số gói bạn đang sử dụng trong một tháng, nhân tiếp với số năm bạn đã hút thuốc. Vậy con số mà bạn đã chi cho hút thuốc lá là bao nhiêu rồi? Chưa kể những chi phí ngầm đằng sau những vấn đề phát sinh xảy ra trong sức khỏe của bạn. Và dù muốn hay không thì cũng thật đáng tiếc phải nói rằng đang có rất nhiều vấn đề âm thầm diễn ra trong cơ thể của bạn, dù nó có biểu hiện rõ hay là chưa. Vì sao ư? Bạn thử tưởng tượng nhé. Mỗi ngày qua việc hút thuốc, bạn nạp vào cơ thể hơn 7.000 chất độc hóa học, trong đó có hơn 70 chất có thể gây ung thư. Vậy cơ thể của chúng ta sẽ chống chọi như thế nào và được bao lâu với chừng ấy chất độc? Bạn cùng ngẫm một chút nhé. Thực sự là có những điều đang âm thầm diễn ra trong cơ thể mà bấy lâu bạn chưa thực sự để tâm. Rồi bên cạnh sức khỏe là những bất hòa trong mối quan hệ của bạn. Nếu bạn đã có gia đình, chắc hẳn không ít lần bạn có những bất đồng với người thân về vấn đề này. Và thực ra, bạn cũng có sự lo lắng cho sức khỏe của chính mình và những người thân yêu. Đồng thời, bạn cũng muốn là một người làm gương tốt, ảnh hưởng tốt đến con hay những người xung quanh mình, nhưng chính bạn cũng đang hút thuốc, phải không nào? Và trong lòng bạn ít nhiều cũng đang cảm thấy mọi thứ không thật sự ổn. Thực ra bạn nhìn thấy được hết những tác hại và tác động của thuốc lá lên sức khỏe và cuộc sống của bạn, nhưng bạn lại vẫn không thể cưỡng lại được cơn thèm thuốc lá và không thể vượt qua được những căng thẳng nếu không có thuốc lá. Nào, đây là tin vui dành cho bạn. Bạn hoàn toàn có thể thoát khỏi sự phụ thuộc như vậy. Bạn có thể từ bỏ vai nạn nhân bị phụ thuộc vào điếu thuốc. Bạn có thể lấy lại thế chủ động của mình, không thèm thuốc lá nữa. Không có thuốc lá, bạn vẫn tỉnh táo bình thường. Không có thuốc lá, bạn vẫn có thể vượt qua những căng thẳng trong cuộc sống. Và tất cả những điều này chỉ cách bạn một quyết định. Đã đến lúc chấm dứt nỗi khổ tâm và băn khoăn khi bạn hút thuốc lá. Hãy ra quyết định dừng hút thuốc và dũng cảm kiên trì từ bỏ nhé. Nhất định bạn sẽ thành công. Và nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc bỏ thuốc lá, hãy liên hệ với chúng tôi để biết giải pháp cai thuốc lá đã giúp cho hàng chục ngàn người cai thuốc lá thành công trong suốt nhiều năm qua. Bạn xứng đáng với một cuộc sống khỏe mạnh, bình an và hạnh phúc. Có phải bạn đang cảm nhận được? Nếu như bạn đang là người trực tiếp hút thuốc lá hoặc trong gia đình có người thân hút thuốc thì đây là bài thuốc cai thuốc lá rất bổ ích, giúp bạn hoặc người thân của mình có thể trị dứt điểm cai thuốc lá thành công chỉ sau 5 đến 7 ngày. Mọi thông tin chi tiết xin truy cập website caithuocthanhnghi.vn hoặc liên hệ theo số hotline 0976 830 787 để được tư vấn và đặt mua sản phẩm. Nước xúc miệng cai thuốc lá Thanh Nghị, khắc tinh của thuốc lá, mang niềm vui đến mọi nhà.